Hello, I'm back. Rồi, anh em chia sâu như thế nào đây? Anh em chia sâu như thế nào đây, anh Kiều ơi? Tự chia đi chứ. Được phát. Vậy thôi, què vô một như cũ thôi. Để ăn nhặt vô một. À đấy. Con đi vô một tốt hơn. Từ. Vậy là nhật vô một rồi, ai vô hai? Què quyết định giùm anh cái. Trước ai vô hai thì giờ vô hai. Gì? Nam vô hai giờ quậy. Vô gọi luôn luôn. Ok ok, vậy Nam vô 2. Rồi quần què vô 3. Anh Kiệt vô được không ta? Fuck, vào chỉ vào 1 thôi. Giao cho con Ria đi, con Ria vô bộ FM chỉ vào 1 thôi, FM không. FM vào 1 hả? Không được vào mấy kia. Chứ không, vào luôn số 4 đi. Thế Luki. Ai tăng. Số 4 có gì đâu, số 4 đánh luôn vào 6 giờ thôi mà. Cái gì tăng đúng không? Cái gì đúng không? Đang không kịp. Ai tăng á? Ai tăng thì Kenji bóng tăng kìa. Mà có tăng được hay không á chứ? Ai vào sao em được. Cái trò thứ hai nè. Ra ngoài ở trời mà sao không được chia được à? Em mà đang bị rối đội hình là chia, nhưng mà chia đi đội hình ở đâu rồi đó gì đó. Giờ Mariko vô một là nhật vô một rồi. Ủa gì cho ai vô hai? Anh vô hai được không anh? Anh thì giờ ủa hai lĩnh mấy giờ quên rồi. Hai là 4-8-10. 4-8-10. Rồi vậy 4 lúc đầu 8. Rồi ok. Ba là quần què vô nha em. 4 nè. Ok. 4 thì 4 ai vô? Nam vô 4 nha em. Cho anh đi cọ kìa. Chứ giờ muốn sao mẹ. Làm khỉ với con người vô. Mày không vô là con người vô. Rồi. Rồi vô. Ê, sẵn sàng chưa? Ôi, Lee Kenji. Coi lại đi. Từ từ, mấy giây nữa mới được coi lại. Hoành Thánh vô nha, cắn Hoành Thánh vô. Ủa, con Ria với Nhật. Con Ria đâu rồi? Ok. Con Ria đâu rồi? Alo. Rồi bây giờ chờ Taron. Rồi, vô đi. Quần què con mắt giùm anh cái. Ao e
Cú ly canxi nè, cú ly canxi. Từ từ, không cứ à. Để từ thì không đi đó. Về vị trí đi. Không bằng cứu rồi đi tự thiên. Rồi. Ủa có 3 FM mà sao lại. Cái gì vậy? Hai ba reset tăng đai rồi tăng chết reset chưa ôi, chưa đánh này đánh tiếp bên tiếp sai chết rồi tăng chết rồi reset lần này reset thiệt nè. Nhật ơi. Sao? Mày con mắc giùm anh cái. Anh net anh ổn, anh phải bấm đè internet, anh không có bấm được. Sao không tự con mắc đi để người khác con là vậy? Rồi nét ồn nha. Tại trong vô con chuột kìa. Nói cho em đặt ra. Cái gì? Con chuột gì? Con phải râu chứ mà. Rồi. Để free có đi. Ly Kenji chỉ ra nè. Chưa thấy con quạ xây thì đừng có tán bốn vô đó. Khi mà hiểu không? Cái đó. Với lại cái đoạn anh con quả anh vừa đánh một ngày vừa nhận quả là anh luôn là người bị đánh đầu tiên. Mà nãy bị AFK ba con. Mắt của anh rồi. Ba mà không ai nói hai giờ. Gì đây? Ba mờ vậy là. Ông Điềm Mai 8 giờ đi. Rồi anh Kiệt 4 giờ. Nãy coi ra không chói thôi. Korea chói 12 giờ nha. Korea, alo. Trả lời ông. Alo. Hello. Ơi đừng có im mấy ông ơi. Alo. Hello. Ai tụi đâu có băng đèn ra đâu. Alo. Ô. Hello. Mày hay vô rồi. Alo. Mẹ. Siêu cặc à.
hai cái A lệch. What the fuck, nó là lại. Đấy, nó là 4 miếng thì sao mà né anh. Ừ em. Nó đó. Quân què nhận ra em nè. Bé. Quân què nhận ra em nè. Ai à? Nè, ê, coi kìa, coi nó nói em nè. Cái gì anh ai gọi lại rồi. Cái giọng là đâu được nào. Cái giọng thì không ai có thể quên. Ơi à, lâu bị trễ nha. Rồi lại nè. Tự nhiên em ra me hồi nói. Gì nữa. Ủa con Ria đâu rồi ông ơi? À. Ông lên mic đi, tại bây giờ ông chói 12 giờ ông phải nói với mọi người đó, mọi người cũng biết không? Đâu có việc mà phạt ông cái rồi ông như vậy được. Rồi. Rồi vô đi. Rồi vô đi, vô đi. Mấy ông về giải quyết đi, tiểu phương. Tiểu phương về giải quyết đi. Trời ơi, khoan. Ủa? Sao ai rồi? Yếu rồi. Ừ, tao chết là không dậy đi. Úi xùi mày ơi. Coi ra chết không dậy đi. Bạn có vấn đề rồi. Cái vấn đề à? Nãy giờ thấy đứa AFK nãy giờ mà. Nãy giờ rồi đó. Nhớ nhầm góc rồi. 12 giờ dồn đam nhanh đi. Không có. Đây. Xui vậy. Rắc. Xui vậy. Mày đang đi. Ông Korea bây giờ ông có nói, ông nói giùm cho tôi là giờ ông có muốn đi hay không giùm tôi cái. Cái này là một người vì mọi người chứ có phải là tất cả mọi người vì một mình ông đâu. Người đi. Bót quay mặt ra ngoài kìa. Bót quay mặt ra ngoài kìa. Đúng rồi. Con đồ trước mặt nó không trúng. Là lúc đó là con gái xinh. Con gái xinh tôi là tuần này không được, là đi tập sau. Xong rồi ông là tiểu phương. Rồi bị crack game rồi, nha. Chắc là ông say 6 giờ không không nói cho nó. Đi một ba xong rồi đồ á, rồi chứ có. Ông say mấy giờ thì ông báo lên cho nó biết. Đâu.
Ui. Cứ say đi. Chết quá. Tôi đứng. À xong đi, chị ở này là cái gì? Đấy mà đếm cái pizza bắt đầu xay chạy. Pizza bắt đầu xay rồi hãy chạy chứ đừng có chạy trước cái pizza. Không phải chạy trước, không có chạy trước rồi đã, mà là người ta đếm hụt nữa không? Đếm đếm hai lần, đếm pizza đó xay xong chạy, chạy xong đứng lại. Đợi pizza xay lần hai thì mới chạy tiếp, còn đừng đi nhập pizza xong chạy tiếp đâu. Cứ đếm nhập pizza xong chạy lần nữa rồi đếm hai lần rồi bị lệch thù đó. Đùa xa vậy? Xét rồi, một đứa hết em à. Xét đi. Cho anh đi. Cho tăng tập luôn. Đoạn này mới ra. Với lại ông say á, ông có lúc mà đi ra nó gần đóng á, ông đứng nghiêm chứ đừng có nhích qua nhích lại. Được thì cứ block full đi, rồi. Úi xôi. Tí nữa xây mấy giờ thì báo nha. À, ông con ra ông lên tiếng giùm tôi cho tụi tôi cái. Ông cứ bây giờ việc làm của ông cứ im lặng rồi sao mà tôi sao mà đánh được. Alo. Nói bị sao vậy? Các bạn. Alo. Hello. Ngồi quen. Dạ. Là tôi đã hội rủ với tiểu phương và hôm nay là có khi nào ba thằng này mà đánh chết quả eo đi chết không vậy đi. Thôi chết đi. Xe đi. Thôi, xe nào? Không gian. Leo đi dép không dậy đi. Ngồi làm gì? Đang nằm làm gì? Xe đi, đừng có lì nữa nào.
Ủa đi mai cho mấy giờ quên rồi. Ông Kenzi tăng bây giờ, xoay pizza bây giờ đấy. Thì đi mai là 8 giờ, anh Kiệt là 4, còn ông con Divya là 12, nhưng mà giờ con Divya không chịu lên tí, không chịu nói chuyện thì giờ làm sao bây giờ? Ủa chỉ có ông đi trễ thì chấp nhận ông phải bị phạt thôi chứ mà giờ ông thái độ cái này làm sao mà đi? Alo. Liên quan gì đâu? Anh coi kìa, bây giờ hỏi ổng nãy giờ nói chuyện với ổng mà bây giờ ổng không trả lời mình kìa. Ông Kenzi bóng đưa lại dùng cái cây giùm tôi với. Mình giao việc rồi xong rồi bây giờ mình thổi còi cũng không chịu ấy. Mình lag mà biết game kìa. Biết game nữa rồi kìa. Rồi chờ tiếp. Có khi là do nó lắc thì sao? Lắc nhưng mà nó mà lắc cũng đâu có tới nổi tệ như vậy. Nếu vậy trên Discord cho nên nói chuyện không nghe anh. Kệ, đổi máy kìa. Khó rồi. Anh đẹp phải có súng, đẹp phải, đẹp phải. À rồi ok. Thì cái gì cũng phải nói lên cho mọi người cũng biết chứ. Ông cứ im im sao mà biết đường mà tính. Chết. Rồi. Rồi, lên lầu rồi anh dưới.
Đấy rồi. Có thằng tới. La la la. Alors. Rồi kìa, đánh thôi. Vâng. Trong rồi, ok chưa? Tập trung nè, thôi trời. Rồi, ông con đi ra chói 12 giờ nha. AOE nè, né nè. Mát. Rồi tất cả chụp chung vào 12 giờ. Con đi ông con ria chói xong tao chói xong nói nha. Từ đánh được rồi không cần nói đâu. Đánh rồi.
Long kìa. Ai mà ăn long được một thì nhớ 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 cái long của mình. Một. Ồ, chưa. Sao? Một. Nè, năm long nè. Rồi năm long nè. Ai ăn rồi thì nhớ nha. Rồi năm long được hai. Đi ra 6 giờ. Lỡ. Rồi băng chết, reset. Reset, reset, tất cả reset thôi. Băng chết rồi, băng chết rồi. Ôi, đi cùng bỡ. Reset. Chỉ từ đứa một. Nè, nó bay. Đứng xa đó. À, nó chỉ. Má chỉ. Chỉ. Chỉ chết tẹt tẹt luôn. Đi. Cái SS á, để né cái phun lửa thôi. SS xong rồi đợi một giây, xong rồi ngủ liên kích giờ. Không bằng đợi đâu, ngủ tích luôn được. Bấm thật nhanh, không bấm thật nhanh vào. Dính ra một hít. Cứ ra ngoài hít đi, còn hơi là chết. Nhảy lùi xong mà nó chưa nội lực mà đã rồi là chết đó. Mà anh đứng ngay cái vạch đỏ này, đứng giữa, đừng đứng giữa cái đỏ, đứng ngay cái vạch này nè, dễ chạy hơn. Rồi tăng đi, nay cho anh lại đi, thôi cho hết cho nó tuần này, nó tuần này. Sao ai còn sống còn được rồi. À, Legacy tác nổi đây. À, Legacy tác nổi đây. Cấp cốp chưa? Đây pizza 7 giờ nè, cái kim to nó dễ nhìn. Cái kim kia vô pizza nó mờ lắm. Đâu hôm nay đứng giữa hai kim. Càng đi. Ok. Cho người nó đấu với cái máy được tới ba tên mấy mà. Vô đi. Rồi vô. Ao e nè, né nè. Ui. Đủ mẹ giờ bỏ ra quá. Mát nè. Ai có mát né ra nha. Rồi hết trời, bỏ ra. Nó chạy qua đường, nó sẽ đi ngay thằng kia. Bỏ ra đó. 3 cài. Ai lua nhanh không lua nữa. Lá hướng đường E nha. Nó bắn em rồi, kè em rồi. Không phải kẻ ra nè. Rồi né giữa ra nè. Ai có mắt né ra nè. Rồi 12 giờ. Lấy thiệt hả? Đá kìa nó lấy
Đứng sát vào bây giờ. Đây, quay ra sau lưng nó, ra sau lưng nó, tất cả ra sau lưng nó. Rồi, Nam Long được 2. Ủa con Ria làm gì đứng như 12 giờ luôn vậy ông? Cái màu xấu đó. Ủa? Màu xấu gì? Tiểu Liên, búp này Tiểu Liên. Búp đi. Đấy, muốn của tôi là... Lật kìa. Đừng có sửa, nó sai rồi không sửa nữa. Sai. Ta bên đường, sửa đây nhảy nhiều cái bộ đâu hết không? Bắt đó. Xoay. Xoay. Tôn. Tôn. À, nhìn có vẻ nô hốt nhờ. Xoay vãi lồ. Đến nhà kho hướng 70 kìa. Đợt này bị ra chuẩn này, lệch bốn lúc đầu này. Con bia say mà. Được. Luôn rồi. À quay nè. Udo. Ao ai này. Bài xài. Đây, không bắt. Hết máy rồi, xài web 13 hả? Giờ bước. Đến lên đây. Bài. Bài. Chưa. Hey. Ao ai nè. Ao ai. Gọi đâu đây. 17 giây. Ngưng đẹp. Ngưng đẹp không? Ngưng đẹp, ngưng đẹp. Ngưng đẹp. Đấy ao ai này, ao ai này, lấy ao ai sao bút nè. Rồi bút đây, bút đây. Rồi bút. Tao 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 tao
lên xe. Đi 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 đi. Ờ anh đỡ đó anh kè đi em lên. Ờ đỡ đó. Nam Long được 2. Ủa. Chát lại sau đi. Tôi buông 30 giây. Chát lại sau đi. Cái màu nhạt vào. Chỉ có sau 2 một là nhạt. Hai hai Tú, 3 là bia, 4 là nam. Thấy rồi. À từ từ chứ. 10 giây, từ từ. Đứng tiếp bộ, đứng đang đi. 10 giây. Cứu sau 2 rồi. Cứu kìa. Giết đi. Cú kì cú kì đã. Con giết. Rồi giết đi. Nó là một nè. Giết đi. Nói giết đi. Đâu rồi Blue. Đừng rút chứ. Anh bắn vào 4 không? Giờ có cầm 3 đây. Tới chừng nào số 2 ra kêu anh với em. Lạc kè. Hai ra đi. Bốn giờ nha. Rồi. Kè quan trọng. Lạc kè. Ba tôi đi ra nè. Mấy cái gì vậy? Ba đâu? Số 2 chết rồi nha, số 2 chết rồi. Tôi nghe đâu. Lật nè. Ba đâu? Ô, số 3 không ai à? Số... À, hồi nãy số 3 là quần què, mà giờ số 3... Mày quên chia lại số 3. Quên, nãy số 3 là quần què. Làm bot đi. Làm bot đi. Đúng chính. Ui ba. 82. Ôi. Ờ, chuyển nào xuống bút cho nó kìa. Nghe ai kìa, giết đi, chết đi. Búp lên, giết luôn. Ờ, hello, búp lên, giết luôn. Sao hồi nãy đứng chung với lại trong cái vòng của Lưu Sung mà má mà vẫn bị thổi lửa vô mặt. Anh bị đâu? Mình ghê. Quá lửa nó thổi vô mặt rồi tắt mẹ điện luôn. Sao cháy được ta? Ai đứng chung anh đi chậm quá. Bị lát. Không. Bị đứng hình. Tại bị lát bị đứng hình. Ừ, anh đứng chung với Lee Kang-si kìa. Mà sao nếu biết được mình sao mình đâu nó thổi mình chích mẹ luôn. Ủa, Lee Kang-si làm gì có tâm sâu mà đứng giống. Ủa sao nãy? Ủa nãy ai đứng với ta? Nãy em vậy, mà ai có bị đâu, ai vẫn có dùng máu đâu. Ừ. Mà có cho là anh bị thổi đi anh tắp, anh xoay giảm 80% đam được gì nữa. Thì đó. Má mày giờ đang đứng đánh, má đâu nó thổi phù cho một cái đồ đi luôn. Lúc đó bật sơi lên, mà đứng trong cái vòng là không cái kiểu không bao giờ bị dính luôn. Chỉ có đứng xa thôi. Đứng sát vô. Đứng em đi chứ sao chứ bây giờ bị, trừ khi bị thổi 12 giờ. Trừ khi sau 3 thì còn bị thổi được lần, chứ còn không bao giờ bị thổi được. Ừ, mà mày thổi cho cái con há mẹ họng luôn. Kêu lệch thì tự chạy nha. Ủa ông Kim chơi bóng có biết nhiệm vụ vô ba chưa kìa? Có gì ông nghĩ không cần đâu. Ừ rồi. Rồi ba thì bóng vào đây em luôn đi. Sao mà thứ hai nha.
Nam mà sao hai nha. Cái gì? Thì nói là Nam mà sao hai nha. Nam mà sao hai đánh phụ tao nha. Nhanh. Rồi vậy Nam vô số 2. Còn lại đánh nha. Vậy xếp lại đó. Vậy giờ xếp. Vậy giờ xếp lại đúng không? Xếp lại về Nam vô số 2 nè. Thôi xong rồi hết rồi. Cái gì? Xong rồi hết rồi. Em số 1, Nam số 2 hết rồi. Còn ai vào sau thì tự ra thôi. Rồi. Ai vào sau thì cứ đâm boss thôi. Nam chút cứ giết con cứ đài hay là giết con người dài ra. Thôi nè. Lại đám mày vô thôi. Rồi ok chưa? Vô. Lật đi ra từ chạy nha. Cái này lật thì chết nữa. Quên nữa, đi mai lui. Đi mai luôn nha. Nhà nó cắt cái người quá. Nhà bên trái em có. Bên nào có người đó. Để về giữa kìa. Rồi về góc đi. Đứng sát luôn mày ơi. Đứng sát luôn. Đứng ngay giữa con bố đây. Rồi ok, ở đây. Đây là đầu quá đó. Cái đầu này Nam. Đầu Nam. Nam Long được 2. Rồi, em bắn nó vào đầu. Ừ. Được 2. Rồi được 2. Đâu? Thằng nào bấm như trên cổng tắt đi. Lật kìa. Quay về. Sai. Tôn. Ok. Để mặt đẹp nha. Để lại đẹp lúc nào đó. Để lấy được mà. Thôi. Thôi dài đứng sai chỗ thì nói vậy. Tôn, ôi hết rồi. Làm quá đi. Lôi nha đi mai. Ao e. Đi hả? Ủa. Wow. Nhảy à. Mát nhảy. Sao e. À?
AOE này. AOE. Tên sao nhá. 40 giây nhá. Đâu lại. Lại lưu vào giữa đi. Lưu vào góc đi, cái cuối hay lưu vào giữa. Nói là hồi nãy bấm cái đầu. 30 giây, ngưng đam, ngưng đam. Ngưng đam, ngưng đam, tất cả ngưng đam. Né AOE. AOE nè. Sao AOE nhá. Giải đoan đi. Làm gì? Cái cao phí thì sao á? AOE rồi, né AOE xong rồi. AOE xong rồi nè. Rồi, bước đi. Ôi trời ơi, vãi lừng có mắt. Cái địt mẹ vừa giơ tay lên gãy cổ. Rồi, về góc. Ờ, anh Kenji không vào, đừng lo, không chết đâu. Sau một Mariko, sau 2 Nam. Sau 3, 4 thì mấy người tự dài á, nên mấy người tự dài đứng gần gần rồi. Hello Nam. Vô 3 số này vào được. 3, 4 thì tự dài á, nên tự dài đứng gần gần lại, có chuẩn bị debut. Ba mươi giây búp. Từ từ. Cứu à? Không nghe. Không cần chạy gần đâu. Hay không? Nè. 15 giây. Từ từ giết 15 giây. Từ từ. Rồi giết đi. Rồi giết. Từ từ búp nha. 3 2 1 búp. Blo tiếp 1. La như con chó. Hai ra đi. Đánh kìa. Nam ơi ra kìa em. Đặt lại kìa. Uống cầu vào tim à. Uống cầu vào tim. Qua 8 giờ luôn Nam. Tôi lừa rồi. Chuẩn bị chó này. Chuẩn bị chó này. Ngoài bước cho B đi nha. Anh vô á. Nó ngã Nam ơi. Đâu kìa. Ngã này. Cấp đau. Ui quá mắt. Anh à. Lật. Hello hai bạn nhỏ. Rồi Nam bố đây. Ui Nam bố đây. Đây con 10 giờ đây Nam. Cái blue chưa? Mẹ đi, tu được đó. Nói gần em. Xong rồi. Tôn. Rồi xong rồi. Hung ác. Hung ác anh em ơi, hung ác. Easy vậy luôn. Mi ơi. Ba tâm binh xoay thành công. Woo. Woo. Bây giờ từ. Phát đồ đã. Rồi, bây giờ trang phục quả đen. Ai biết bấm 1. Thôi còn 1 đâu. Ai biết
chữ rồi. Mời ba người. Cái thịt mẹ hai miếng của sâm luôn à. Phải lồn lên. Rồi, à, bắt đầu đấu giá. Hello. Ủa, mấy ơi, biết đồ, biết đồ, biết, biết 200. Làm cái này không ai biết thì lần 1, lần 2, lần 3 như đó rồi. Lấy luôn cái này đâu quá. Rồi, 1k trang phục quả đen, 1k cho Jeremy. Rồi, tới tới phần chính ngày hôm nay hung ác, ai biết bấm 1. Rồi, đùa, tôi biết. Rồi, một khởi điểm 1.001. Đúng rồi, bán tăng lẻ ở đây xong. Ôi, đắp tao được đi kìa, nó yếu rồi. Nó đã là cái cắt. Không có, cái tơ, thế đéo nó bắn vào đầu được. Ủa, anh biết luôn. Ừ, anh chỉ gần. Ủa, mắc nghe đi. Rồi, rồi, căng thẳng kìa. Không mát thôi mà. Tính đó bạn. Bốn k năm. Chịu ganh mà chịu thôi, biết tới. Đây là hôm á còn gì đâu mà. Bốn k bảy. Bạch. Lần sau anh ấy. Anh xui. Rồi. Mà giao dịch đi đi Kenji ơi. Má khó khăn quá. Giao dịch với tôi nè. Lê Kenji giao dịch với tôi đang đứng ở lượm cái hòm đậu xanh. Tôi đang đứng trước rồi nè. Bật người lên. Bốn cờ bảy. Lee Kenji. Gì khoan. Rồi. Linh hồn vô quả. Ai biết linh hồn vô quả? Linh hồn vô quả, ai biết bấm 1. Còn ai nữa không? Linh hồn vô quả, 50 linh hồn vô quả, ai biết bấm 1. Rồi, hai người đấu giá đi.